100 nông dân được tuyên dương đều là những tấm gương năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và sản xuất. Họ thực sự là những đại diện tiêu biểu cho 3,6 triệu nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc, là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Buổi lễ diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Để thực hiện thắng lợi, đạt được mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đưa ra là xây dựng nông dân và người nông dân có trình độ đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trong 10 năm thực hiện chương trình tự hào nông dân Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cùng bà con nông dân cả nước cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, đoàn kết để nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn mới. Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và địa phương trong tuyên truyền vận động bà con nông dân tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm biểu dương những tập thể cá nhân, chi hội, tổ hội nông dân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Chủ tịch nước mong 698 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, phát huy vai trò điển hình nòng cốt, truyền cảm hứng để đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng thế hệ nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến, luôn khát khao làm giàu cho chính mình và cho quê hương đất nước.